Trong tập phát sóng hôm nay, hãy cùng sinh viên Văn Lang trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán 2023. Khám phá hệ sinh thái mới của trường Đại học Văn Lang. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy cùng nhau khởi động tuần mới. Chào mừng các bạn đang cùng đến với tập phát sóng số 5 của khởi động tuần mới trên Văn Lang TV. Và hôm nay là thứ Hai, ngày 6 tháng 2 năm 2023. Sau kỳ nghỉ Tết kéo dài gần 1 tháng thì chúng ta đã bắt đầu quay trở lại với cuộc sống thường nhật rồi các bạn ơi. Hãy thật chăm chỉ và tràn đầy năng lượng để chào đón một năm Quý Mão thật trọn vẹn nha. Sẽ có nhiều bạn cảm thấy tiếc nuối bởi vì kỳ nghỉ trôi qua quá nhanh, nhưng mà không sao đâu nha. Văn Lang TV sẽ nhanh chóng lấy lại mood cho một tuần hoạt động đầy năng suất ngay sau đây. Vậy thì đầu tiên chúng ta hãy cùng đến với chuyên mục chuyển động tuần qua, điểm lại những tin tức của trường Đại học Văn Lang trong thời gian qua có gì mới không nhé. Với mối liên kết chặt chẽ tại năm 2021, trường Đại học Văn Lang và trường Đại học Inha Hàn Quốc vào ngày 1 tháng 2 vừa qua đã tiếp tục chia sẻ về việc hợp tác và định hướng hỗ trợ thêm các hoạt động. Cụ thể, hai đơn vị sẽ xem xét mở rộng một số học bổng cho chương trình liên kết 2+2 trong tương lai, nhân rộng cơ hội cho các bạn sinh viên giữa hai bên trong việc lựa chọn chương trình học tập. Bên cạnh đó, cũng trau dồi thêm kinh nghiệm cho sinh viên về Summer Camp hay trao đổi sinh viên giữa hai trường đại học với nhau. Vào ngày 2 tháng 2 năm 2023, trường Đại học Văn Lang đã tổ chức hội thảo Làm thế nào để thành phố Hồ Chí Minh là một đô thị đáng sống, cùng sự phối hợp của chuyên gia, nhà nghiên cứu, tiến sĩ Nguyễn Đức Hiệp thuộc Sở Kế hoạch và Môi trường bang New South Wales, Úc. Buổi hội thảo có sự tham gia của ban lãnh đạo các khoa viện đào tạo trực thuộc trường Đại học Văn Lang. Đây là dịp để nhà trường có cơ hội trao đổi kiến thức, kinh nghiệm quý báu về học thuật quốc tế và định hướng nghiên cứu sáng tạo, mang lại giá trị tích cực cho cộng đồng và xã hội. Bộ trang phục của nhà thiết kế trẻ Phan Xuân Giàu, sinh viên năm 3 ngành thiết kế thời trang Văn Lang, từng đạt giải nhì cuộc thi thiết kế trang phục dân tộc Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, đã xuất sắc được chọn làm trang phục dân tộc của đại diện Việt Nam, Đạm Dương Thanh Thanh Huyền tại Miss Charm 2023 vào ngày 2 tháng 2 vừa qua. Trang phục được thiết kế kỳ công và tỉ mỉ, mang đến một nét đẹp vừa hiện đại và tinh tế. Hy vọng, bánh tráng sẽ giúp đại diện Việt Nam tỏa sáng tại cuộc thi. Viện Tiên tiến Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Văn Lang STAI đã kết nối với giáo sư Morimitsu Tanimoto vào ngày 3 tháng 2 nhằm thực hiện báo cáo chuyên đề Symmetry of Warp and Lepton Flavors, đối xứng hương vị của các hạt warp và lepton. Tại buổi gặp gỡ, giáo sư đã thảo luận sâu hơn về định hướng hợp tác nghiên cứu giữa Trường Đại học Văn Lang và Đại học Niigata với mong muốn tiếp cận những hướng nghiên cứu mới nhất về vật lý năng lượng cao, đồng thời đem lại những kiến thức chuyên sâu cho cộng đồng nghiên cứu vật lý của trường Đại học Văn Lang. Nhằm triển khai việc hướng dẫn thực hiện luận văn, đề án tốt nghiệp thạc sĩ, vào ngày 3 tháng 2 năm 2023, Viện Sau Đại học đã có buổi trao đổi cùng thầy cô đại diện các ngành đào tạo bậc học thạc sĩ tại trường Đại học Văn Lang. Buổi hội thảo đã giải quyết những nội dung quan trọng như trình bày những vướng mắc, khó khăn trong công tác hướng dẫn học viên thực hiện luận án, đề án tốt nghiệp, chia sẻ những mô hình hướng dẫn đã được áp dụng trên cơ sở tham khảo và cân nhắc, làm rõ nội dung định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng trong việc hoàn thành bậc học thạc sĩ. Đợt xét tuyển học bạ lớn nhất năm 2023 của Văn Lang đã chính thức bắt đầu khi vào ngày 4 tháng 2 vừa qua, nhà trường đã công bố thông tin nhận hồ sơ xét tuyển theo phương thức xét kết quả học tập trung học phổ thông, học bạ đối với 65 ngành đào tạo bậc đại học hệ chính quy và 14 ngành chương trình đào tạo đặc biệt. Phương thức xét tuyển và cách thức nộp hồ sơ đã được đăng tải trên các phương tiện truyền thông chính thống của Văn Lang. Các bạn học sinh có thể theo dõi để cập nhật thông tin một cách nhanh chóng và chính xác nhé. Hành trình truyền lửa đến các em học sinh trung học phổ thông tại địa phương của Văn Lang vẫn đang triển khai vô cùng sôi nổi trong thời gian vừa qua, khi các bạn sinh viên đã lần lượt đặt chân tới Đồng Nai, Đồng Tháp, An Giang, Khánh Hòa, Bình Định. Đội hình sinh viên đưa Văn Lang đi muôn nơi sẽ còn tiếp tục mang đến nhiều hoạt động thú vị hơn nữa tại những địa phương còn lại. Hãy cùng Văn Lang TV theo dõi fanpage tuyển sinh Đại học Văn Lang để cập nhật những hình ảnh thật yêu đời của chương trình này nha. Tuần vừa qua thì trường chúng ta khá là im hơi lặng tiếng, chắc có lẽ là do thiếu đi những hình ảnh học tập và những sự kiện đầy sôi động của các bạn sinh viên Văn Lang đó.
Nhưng mà bắt đầu từ ngày hôm nay thì các bạn sinh viên trường mình đã rục rịch đi học trở lại rồi, không khí tại trường cũng nhộn nhịp hơn hẳn. Lâu lắm rồi không gặp lại các bạn, Thịnh tò mò không biết là cảm xúc của sinh viên trong những ngày đầu trở lại đi học sẽ như thế nào ha. Nếu đã tò mò như vậy rồi thì ngay bây giờ xin mời các bạn sẽ cùng đến với chuyên mục Nhịp sống sinh viên để cùng nhau tìm ra câu trả lời cho Thịnh cũng như là các bạn khán giả đang theo dõi Văn Lang TV nha. Xin chào các bạn khán giả của Văn Lang TV. Hiện tại thì trường đại học Văn Lang đã sẵn sàng chào đón các bạn sinh viên quay trở lại trường học sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán rồi đó. Các bạn có thể thấy là tuyến đường sau lưng Hữu Phương đang vô cùng tấp nập luôn. Như một món quà lì xì đầu năm mới thì đoạn đường Nguyễn Xí nay đã thông với Đặng Thị Trâm. Con đường quen thuộc đến trường các bạn sinh viên chúng ta đã chính thức khoác lên màu áo mới. Vậy thì trước khi khám phá xem không khí của trường chúng ta như thế nào trong ngày đầu quay trở lại trường thì hãy cùng Hữu Phương ngắm nhìn lại diện mạo mới của đường Nguyễn Xí Đặng Thị Trâm này nhé. Vậy là Hữu Phương đã có mặt tại Văn Lang rồi đây. Hòa với không khí nhộn nhịp này thì hãy cùng theo chân Văn Lang TV phỏng vấn một vài bạn sinh viên nha. Đi thôi. Mình là Phạm Thị Trà My đến từ khoa Tài chính Ngân hàng. Thì mình sống tại Sài Gòn cho nên là việc di chuyển đến trường nó khá là dễ dàng, không có khó khăn với mình. Tên là Trần Thái Quỳnh Trang, hiện mình đang là sinh viên của khoa quan hệ công chúng truyền thông. Em biết rất là phấn khởi khi mà đường của trường xây lại rồi, mình đi rất là thoải mái. Hơi lạc một tí tại vì nó khá là lạ đối với mình, nhưng mà mình cảm giác là trường thay đổi rất là nhiều, đường đi thì thuận tiện hơn nữa. Thì mới đầu lên thì mình cảm giác mình khá bỡ ngỡ vì đầu tiên là mình thấy trường có nhiều thay đổi, trường xây lên nhiều thứ và cái con đường nó cũng nhìn đẹp hơn. Cảm thấy rất là vui tại vì nó không còn bị kẹt xe nữa, cũng không còn sợ là nhiều khi mình đi ra trễ, mình sợ là trễ giờ, nhưng mà bây giờ đi đường rất là thoải mái. Với lại là cơ sở vật chất cũng thay đổi rất là nhiều, cảm giác là đem lại rất là nhiều thuận tiện cho sinh viên của mình. Cảm giác rất là tự hào vì là sinh viên Văn Lang, tại vì trường đã cảm giác mình cảm giác trường đầu tư rất nhiều thứ cho sinh viên, là từ hoạt động di chuyển phương tiện đến trường và những cái cơ sở vật chất khác để sinh viên có thể thôi có hết sức mình để trong việc học tập. Trong năm mới thì mình mong rằng là mình có thể học tốt được tiếng Anh cũng như là đạt được điểm cao, hoàn thành tất cả các môn học mà mình sắp tới dự định, cũng như là những cái công việc của mình sẽ thuận lợi hơn trong tương lai. Trong năm mới thì hiện tại mình mới là tân sinh viên khóa 28 của trường, thì trong năm mới này mình muốn sẽ có những cái hoạch định tương lai là có những cái môn học chuyên ngành và thêm những kiến thức mới về chuyên ngành của mình để sau này phục vụ cho công việc tương lai của mình. Một năm mới với nhiều cơ hội mới đang chờ chúng ta khám phá và chinh phục. Vậy thì còn chân chưa gì nữa mà không mau mau đến trường học tập và làm việc thật chăm chỉ các bạn nha. Và nhớ là nó lịch học thật cẩn thận để không phải đi học trễ nha. Còn bây giờ thì xin chào. Có quá nhiều điều mới mẻ và đầy bất ngờ sau khi chúng ta quay trở lại trường đúng không nè? Mong rằng với việc thay áo mới của những con đường đến trường hàng ngày thì các bạn sinh viên của chúng ta sẽ được tiếp thêm thật nhiều năng lượng để quay trở lại đường đua học tập tại Văn Lang nhé! Sẵn đây, sao chúng ta không cùng thử tìm hiểu thêm xem trước và sau Tết ngôi nhà chung Văn Lang của chúng ta được tân trang như thế nào nhỉ? Chắc chắn sẽ hấp dẫn lắm đó! Uyên nói mới nhớ nha, vậy thì còn một tiểu mục vô cùng thú vị nữa đang chờ đợi chúng ta ở phía sau nè. Các bạn hãy chuẩn bị tinh thần để cùng đón xem với tụi mình nha! Ủa, làm gì ngồi đây buồn hiu vậy Huy? Hết Tết rồi, nghĩ tới cái cảnh mà phải lại trường học tập và làm việc. Sao mà nói chán? Thôi, có gì đâu mà Huy khóc. Không có Tết này thì sẽ có Tết khác. Và mỗi ngày ở Văn Lang đều là Tết hết mà. Với lợi là chắc chắn không khí sau Tết sẽ giúp Huy lấy lại mút ngay. Đội trên sự bật mí cho Huy cũng như là tất cả các bạn sinh viên Văn Lang những món quà bất ngờ sau Tết mà trường dành tặng cho tất cả các bạn để có một năm học mới tràn đầy năng lượng nhé. Nào, đi thôi.
Những cung đường quen thuộc dẫn vào cơ sở chính của trường mình, từ cổng trước đến cổng sau đã được điểm tân lại mới hơn, không còn gồ ghề như trước nữa, quá là xịn sò luôn. Phải nói là trường mình luôn lắng nghe những tâm tư, những khó khăn của sinh viên, đặc biệt là đường đi đến trường, để từ đó mang lại những gì tốt nhất dành cho tất cả sinh viên Văn Lang, đúng không nè? Tạm biệt những tiếng còi xe chật chội, tạm biệt những ngày nắng chen chúc đến trường, con đường đến trường giờ đây đã khoác màu áo mới. Đoạn đường lưu thông mới Nguyễn Xí - Đặng Thùy Trâm chính thức thông nhau, giúp các bạn sinh viên rút ngắn thời gian đến trường, tránh được tình trạng ùn tắc giao thông vào những giờ cao điểm, giữ được trạng thái thoải mái học tập. Anh ơi cho em hỏi đường này là đường gì anh? Đường này là đường tim em ôi băng giá. Trời mùa đông mây vẫn hay đi về. Vẫn mưa mưa rơi trên đường thầm thì. Vì đâu mưa em không đến. Ủa, mà đường này có phải là đường vào tim đâu? Mà đường này là đường vào tòa F. Lối nhỏ đi vào tòa F sau Tết đẹp đến lạ. Con đường trở nên tươm tất gọn gàng hơn, chào đón sinh viên Văn Lang với một năm học mới tràn đầy sự mới mẻ. Và phía sau trên là không gian dành cho các sĩ tử Văn Lang cầu nguyện những điều tốt đẹp trong năm học mới, những ước mơ, những hoài bão của mình trong tương lai. Cầu mong cho bản thân gặt hái nhiều kết quả đáng mong đợi trong những kỳ thi cử. Một không gian được lấy cảm hứng từ đường nét của những hình ảnh lá sen và đền chùa cổ kính, gắn liền với kiến trúc truyền thống Việt Nam. Ngôi đền chính là công trình lịch sử văn hóa quan trọng được hoàn thiện vào thời điểm trường Đại học Văn Lang bước vào giai đoạn chuyển mình mới. Trường mình sau Tết có nhiều điều mới lạ quá đúng không nè? Các bạn còn chần chờ gì nữa mà không mau mau quay trở lại trường để cùng trải nghiệm những món quà mà trường dành tặng cho tất cả tụi mình. Chúc cho tất cả các bạn có một năm học mới thật là hiệu quả và chất lượng. Và cũng đừng quên theo dõi Văn Lang TV để đón xem những tiểu mục hấp dẫn sắp tới nhé. Bye bye! Vậy là tập số 5 của Khởi động tuần mới đã chính thức khép lại. Hãy chuẩn bị tinh thần cho một tuần học tập và làm việc tràn đầy niềm vui và năng lượng nha các bạn ơi! Đừng quên bấm subscribe kênh YouTube chính thức của Văn Lang TV và bật thông báo để có thể cập nhật những tin tức mới nhất của cộng đồng Văn Lang nhé! Hãy cùng tận hưởng một tuần thật năng suất với những dự định và mục tiêu đầy mới mẻ nha! Và cũng đừng quên khung giờ gặp mặt quen thuộc của tất cả chúng ta vào lúc 8 giờ tối thứ hai hàng tuần trên Văn Lang TV. Còn bây giờ thì... Xin chào!